Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục cùng em Sử là bổ sung thêm cái phần cây trống và cái phần cây giàn giáo để cho mấy anh em thợ là tiếp tục trong cái quá trình mà bác giàn giáo cũng như là làm cái cây trống. Một hai hôm tới thì sẽ chuẩn bị là đổ thêm cái phần mái hiên, đúng không ạ? Cái đổ mái hiên như này thì bây giờ phải sẽ dùng thêm rất là nhiều cái trống nữa. Mặc dù là nó chỉ là đổ tầm 1 mét thôi, cái chiều dài của nó thì rơi vào tầm 8 mét. Lạnh à? Vâng. Hơi lạnh một chút nhỉ? Vâng. Anh chắc phải đi lấy cái bao tải để tí vác mới được. Thử lấy bao tải không? Không ạ. Không ấy á? Vâng. Đấy, thời tiết thì mặc dù là trời vẫn còn đang khá là nóng nhưng mà mấy anh em vẫn còn phải mặc áo khoác cô bác ạ. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay anh em mình chặt ở búi nào? Búi trên kia góc. Góc ở cuối cùng nhá. Vâng. Đi. Đây, mấy anh em đi thì có cầm cả theo nước này cô bác này. Đấy, bình này thì hôm nọ là được chị là Nguyệt Thúy ở bên Mỹ có gửi cho cháu Lực là cái bình này. Cái bình này thì làm hoàn toàn là bằng nhựa, có bằng một chất liệu nhựa mà nó như kiểu cao su ấy cô bác. Còn cái cây măng ngứa to ở dưới kia thì hôm nọ mấy anh em cũng đã đi chặt được độ tầm 10 mấy cây rồi thì cũng đã hết rồi. Đấy, bây giờ thì xem những cái búi tre này xem là cây nào mà già thì sẽ chặt bớt đi. Cái chỗ này già không Sứ ơi, xem nào, cây nào đi chặt chặt đi. Cái này, búi này. Xem cây nào đi chặt thì mình chặt thôi. Nhờ. Đây. Đây à, trên này cũng phải đúng không? Nhưng mà lấy xe Sử ra bên kia đấy Sử ơi. Vâng. Tí sợ đổ ra đây. Anh cầm dao cho. Ôi nhưng mà chỗ này tí sợ tổ ông kia không? Không ạ. Mình chặt ở trong kia đúng không? Kia đúng không? Vâng. Ở trên cây cao này có một cái tổ ong rất là lớn đấy cô bác này, trên kia. Không biết là giờ cô bác có nhìn thấy không? Đâu ấy? Đây, đây ạ. Tại đây đúng không? Ai thấy kia có một cái cây mà nó đổ kìa. Ừ. Anh lên trên kia xem. Em ở đây nhá, anh em mướn ở một góc nhá. Ừ. Búi này cũng phải là búi của nhà em à? Vâng. Đấy, cái này cũng chặt được mà, mình cũng dùng được mà. Anh thấy trên này có một cái cây mà nó bị hỏng rồi, mình chặt luôn nhá. Vâng. Cái này trước là chắc em chặt là cái cây sâu tre kia đúng không? Vâng. Sao ấy? Không sao đâu. Hả? Không sao đâu. Sao đâu?
Thôi, kéo được không? Được. Hay thời tiết ra nắng nóng như này thì mấy anh em đi lấy cây giàn giáo này, cô bác này cũng không có khổ sở cho lắm, không mà mưa là mấy anh em đi lấy không có được đâu. Sứ ơi, cứ chặt để đấy hết á. Vâng. Đấy, xong tí mình vác ra sau. Xem à, mấy cái cây to to này sứ ơi. Anh ơi, ở đây có mấy cây đổ này. Cái nào mà nó bị đổ ấy, chặt vào bên. Cái gì đấy? Cái củi à? Anh cứ tưởng là cái gì. Cái này nhấc xuống dưới đi nhờ. Nhấc trên kia là không được, nhấc xuống dưới. Cái này bây giờ đổ đấy, Sứ à? Cái này đổ đấy. Nhưng mà chắc phải nhấc vây xuống dưới thôi nhỉ? Vâng. Một tí nữa thì mấy anh em đi xuống dưới kéo, đi xuống dưới không chặt sâu. Bây giờ thì cứ chặt là đi xuống dưới đã. Cây này, lấy cái cây này mình xem cái cây nào mà nó hỏng ấy. Như thí dụ như cây này này. Cây này mình chặt bớt đi nhá. Nó bị đổ rồi. Quỳ. Hay. Yeah. Hay. Lên. Cái này mới nó bị khô để làm củi được nhỉ? Vâng. Ôi, anh nhựa kẹt rồi. Cây này ném ra bên kia đi. Cây này chắc mình kéo chéo rồi nhỉ, cây này. Cái gì mắc ấy? Cây này bị kẹt sao rồi? Kẹt ở ngoạn rồi. Ôi con này, cái này ai để con gì đấy? Con lợn à? Vâng. Chưa ai để à? Vâng. Ê! Thật nha. Chặt luôn à? Cái cây này, dưới. Chờ lấy luôn à? Chờ thật nha. Vâng. Chặt ở bên dưới, chặt ở bên dưới.
chặt cái khúc bên dưới đây. Đây rồi. Đây để anh. Xuống đây này anh kéo luôn. Vâng. Kéo phư phát xuống dưới luôn nhá. Ôi ôi, ho rồi. Mấy cây này nó bị chết hết rồi này. Chặt ra mấy đứa điểm củi luôn. Vâng. Nó bị chết hết rồi, chặt ra mấy đứa điểm củi luôn. Dao anh đâu rồi? À đây. Đây, cây này chặt ra luôn. Ui, ở đây thì chắc trước xử lấy cái măng, cái con măng kia ở đây nhiều lắm đúng không? Vâng. Cái sâu măng, con sâu măng nhỉ? Vâng. Thấy là thì chít được cái vết chặt rồi. Nào, từ từ, xử lấy, anh đi qua cái đó. Thế nhá, anh đi qua anh chặt chặt cái kia đã, cho nó đổ ra đây này. Cái này mình cũng có thể dùng làm được này. À, cái này chết rồi. Cái này chả rồi. Chặt cái này nhá. Vâng. Mưa rồi. Cái gì anh? Mưa đây. Mưa. Mưa đâu? Cây này mưa rồi. Con nước nó giọt từ đâu xuống mà mưa rồi. Ui, cái gì đây? Chặt đi. Ôi sao nó chưa đổ xuống này cái này. Vâng. Được nhá. Cây nó không đổ được rồi. Chết rồi, chết rồi. Nguy hiểm rồi. Kéo không kéo đi được cái này. Cây khô khô á. Cây khô rồi. Cây này. Cây bé bên này này. Chặt cây bé này nhá. Nãy xử vào mưa đây à? Mưa đây nè. Bây giờ mình xuống kéo cái thùng dưới đi nhở? Vâng. Bây giờ còn cây này nữa này. Cây này cứ để đây, lấy không được đây. Cây này bây giờ mình kéo cây kia xuống, thì là nó xuống rồi. Bây giờ là mình chặt được rồi.
Ôi cái đấy đừng có chặt nha, chúng tổ ong ấy. Cái đấy chặt là chúng tổ ong, cái tổ ong to to kia rồi. Cái dây nước này, dây nước của nhà ai đấy Sử? À? Dây nước này, dây nước của nhà ai đấy? Nhà trên kia. Rồi, từ từ này anh chặt cho. Đi nhá. Hey. Hôm nay thì à, không có phải đi đâu xa lấy máy của bác, cũng ở gần quanh quanh đây thôi. Con ong cái gì đấy? Không phải đâu. Đây, hộ anh ra. Đây, hộ anh ra kia. Đây còn cây nữa. Ơi. Ui, cây này chạy nhanh lắm. Thả xuống đây nhờ. Đúng không? À. Nước không? Có. Nước này. Thế anh em mình uống chung thôi nhá. Vâng. Không có cốc ấy. Lấy bóp nha. Bóp rồi mới ra ấy. Tôi muốn cái bánh đi. Này, Tiêu ơi. Này, Sử. Chặt một tí thôi mà cũng thấy đói đói nhờ. Vâng. Phải đóng nắp lại này. Này, xin mời tất cả các anh chị là cùng mấy anh em ăn bánh. Này bây giờ hai anh em vận chuyển chắc phải lúc rồi nhỉ? Vâng. Nhưng mà cũng một đoạn đường cũng khá là gần, không xa mấy. Ngay trên này. Nếu mà xa như hôm nọ thì chắc là đến phải tầm đến tối đấy nhỉ? Vâng. Mình chui được vào góc này hay có cái anh ngứa. Vâng. Ừ.
Ông ở nhà đâu á? Hả? Ông ở nhà đâu? Ông ở nhà đấy ạ. Ông có đi chăn trâu nữa không? Không ạ. Không là mất trâu rồi còn đi chăn trâu á? Không. Đấy lấy cỏ ở trâu rồi à? Vâng. Hôm nọ thì có một số các bác nói với cháu Lực rằng là sao không dùng flycam để tìm trâu đi, nhưng mà thật sự ra là hôm đấy sương mù rất là nhiều các bác, kèm theo cả mưa phùn nữa, thành ra là không có dám dùng flycam để bay. Nên là trời nắng này thì có thể là mình tìm thấy được, nhưng mà do là mưa phùn quá thành ra là không có sóng, không có bay được á. Nó chưa lấy rồi. Lấy rồi. Chưa lấy một lần rồi, nhưng mà chưa hết. Nó vẫn còn có. Thằng cơ. Cái bình này bao giờ mình uống hết thì nó bẹp hết luôn á. Vâng. Bấm nút thảo cà mai ở bắt đầu bóp bóp đi cũng có sẻ. Không nhiều quá. Mày lại căng rồi. Cái bình này thì đi lên rừng uống nước là rất là tiện các bác ạ. Khi mà hết rồi mình có thể quấn gọn lại được, buộc lại. Không thì mình có thể treo tấm đây này đi. Nhưng mà tội là hơi nặng đấy thôi. Vâng. Yeah. Làm quả tầm 1 cân nước treo quần quần lên thì nó tốt hơn cả. chắc là cho hiệu cầm thôi. Giờ thì mấy anh em mình vác lên nhá. Vâng. Hai người một cây thôi nhá. Không à, mỗi người một cây là không được đâu. Đây. Ôi hay là hai cây luôn nhờ, mỗi vả một cây nhờ. Vâng. Nhưng mà phải gần một tí. Từ từ. Mỗi bả vai một cây. Cây nhỏ thôi, cây này to lắm. Được không? Được. Nào. Thế này thì ở một đoạn đường cũng khá là gần thôi, thành ra là anh em mới làm được thế cô bác, nhưng mà xa thì không có làm được như vậy đâu. Thôi để đấy đi bây giờ ơi. Ra bên kia một tí. Rồi vứt xuống đây nha. 1, 2, 3. Ôi, 1, 2, 3. Thả xuống. Nhấc cái này xuống dưới luôn. Hay bây giờ thì cây trống thì để ở phần dưới này là nhiều hơn. Tại vì ở trên kia thì cũng có khá là nhiều vật liệu rồi, cho nên là không có dám để trên này nữa. Cái kia ra đi, anh lấy cái đây. Lấy cái này. Hả? Nhấc trong kia, không anh cứ mở dao nữa. Anh em mình ra cái góc kia kìa. Chỗ kia bây giờ ấy. Vâng. Đặt thêm mấy cây ở bên kia nữa.
Hả? Phương thức nghỉ. Phương thức tròn. Phương thức nghỉ. Phương thức nghỉ. Xuống cái kia nhỉ? Cái phần này thì có khá thưa, thành ra là không có chặt thêm nữa. Nhưng mà cái cây này thì mình phải chặt rồi kìa. Rừng bên này là không phải của nhà sư nữa nhỉ? Không phải đâu ạ. Từ đâu xuống ấy? Từ cái cây này xuống đấy ạ. Cái cây này xuống à? Vâng. Ui, chỗ kia có vẻ nhìn thơ mộng ấy nhỉ? Anh em ơi. Ôi, chỗ này có cả chuối rừng à sư ơi? Vâng. Ui, nhưng mà chỗ này sâu lắm, chỗ này ấy. Ở đây có đường đi ra bên kia không? Có ạ. Có á? Vâng. Ui, chỗ này rừng, chỗ này sâu lắm này. Cái cây kia không phải là của nhà sử nữa nhỉ? Cây khô khô đấy. Ờ? Có. Nhà sử á? Vâng. Đến tận đâu? Tận đâu đi? À, đến khe suối này à? Vâng. Ui, nhưng mà chỗ kia là sâu quá rồi. Vâng. Đi lại khó đi ở chỗ kia. Vâng. Ui, hình như là đây có cua sao đấy, anh nhìn thấy hang cua đây này. Khe suối này chắc là đi có cua nhiều lắm. Nhà sử mà có nhiều nước thì chỗ này sau này đào một cái ao ở đây này. Vâng. Chặt cây nào nhỉ? Anh em mình nói, ở kia có một cây khô này. Vâng. Chặt cây khô đi. Cây to to kìa. Ê, cẩn thận nha. Chắc cái này này nè. Đây. Ôi dồi. Ôi dồi. Chưa già nách thế này. Chưa già. Cái kia mới già kìa. Cái kia mới già kìa. Đúng cây à? Vâng. Anh chưa đổ nhờ? Hả? Thế anh chưa đổ nhờ? Đứt rồi mà. Hôm nay không phải đi xa mấy rồi nhờ? Vâng. Hôm nọ mấy anh em đi tận xuống ấy hủm kia mót lên cô bác ạ. Ở dưới kia thì mấy cây to thì bây giờ cũng đã mót hết rồi.
nó bây giờ mình mót thêm thì sợ là nó sẽ bị chưa cay quá, sau này nó không có măng. Bây giờ vác đi rào ấy, chắc nhiều này thôi chứ. Vâng. À Sứ ơi, anh bảo đây, bây giờ Sứ lên trên nhá, anh kéo lên nhá. Vâng. Sứ chưa kéo nhá. Đấy. Anh thẳng lên này, thẳng dưới này. Được. Thái nhá. Bây giờ thì lấy thế đấy nhỉ? Vâng. Hay hôm nào mà cần dùng để làm cây trống ấy thì các anh thợ sẽ cùng trợ lực với lại em Sử lấy đấy nhiều hơn. Chào Vinh nha. Chào anh Thanh nha. Anh thợ cứng mà đi sang cát rồi này. Phải đi sang cát rồi à? Bắt cái mé mà. Cáo mì. Một phù không được à? Trường xong hết rồi anh. Con dao đâu? Dao, cháu để bên kia chú. Phải nói là pha tiếng kinh với lại tiếng nùng à. Phải pha tiếng với nhau được. Vâng. Đi ra phần phía bên này xem mà các bác ạ. Lên cao phết rồi anh Thanh nhờ. Thế bây giờ thì ở phần phía đằng sau cái phần tản ly bên phòng ngủ của bác thì bây giờ hiện tại đã xây gọi là đến hầu như là hết cái chỗ đấy rồi, bây giờ chỉ cần thu hồi nóc thôi. Đấy, nhìn trong cái ngôi nhà như vậy xây 3 mét nên rất là cao các bác. Có nhiều, có ba anh chị nói với cháu Lực là 3 mét thì liệu có thấp lắm không? Thực sự ra để mà 3 mét thì nó rất là cao rồi. 3 mét như này mình lắp được quạt trần nha anh. Ui, thoải mái. 3 mét như này mình nếu mình thu hồi lên khoảng tầm 2 mét rồi mà nhờ. Ủa. Thôi, 1 mét nữa rồi, lên 4 mét. Sử biết dùng không? Anh. Khoan được không? Hả? Khoan xem được không? Còn cái phần nhà bếp bên này thì nếu có bác theo dõi được cái thước phim hôm trước thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rằng rồi là bây giờ phải dùng hết cái phần đóng cát này thì mới làm được cô bác.
không cần phải là dùng hết mà mình dùng được. Ví dụ như đây đang có tầm độ là 3 phần đi, mình dùng đi 2 phần rồi, còn 1 phần để 1 phần còn lại thì mình có thể là vận chuyển ra chỗ khác được. Đấy, nhiều như vậy thì không có thể vận chuyển được. Chú lại làm cái trống rồi à? Đúng. Cái giáo rồi chú. Vâng. Thấp quá rồi chú. Hàng cái kia nó cao hơn rồi. Ôi trời ơi. Cái này. Đấy, ở đây thì mọi cái chân tường các anh làm xong thì các anh đều vét lại rất là sạch sẽ luôn các bác. Cái phần vữa này các anh cũng phải nói là các anh thợ mà rất là biết là tiết kiệm luôn đấy. Phải không thể để những cái hạt xi, những cái hạt cắt của cô bác anh chị đóng góp cho ba ông cháu để mà nó lãng phí được. Cái gì thì mình cũng phải tận dụng mọi cái thì mới giúp cho ba con cháu tiết kiệm được cái khoản mà chi phí phần vật liệu. Cái công trình phụ của ba con cháu thì tất cả cũng là đều hoàn toàn làm bằng gạch đỏ hết. Sửa treo cao đấy. Sửa treo theo có độ không à? Hả? Treo rất thẳng. Treo có thẳng không á? Thẳng chưa? Thẳng chưa? Thẳng ạ. Thẳng chưa? Anh Sử thì ở dưới mặt đất quan sát rằng là chưa có biết là thẳng hay không. Phải treo lên là ngắm xem là có thẳng chưa. Đây, cô bác anh chị thì có thể theo dõi được từ xa xa cái ngôi nhà của ba ông cháu là bây giờ có một cái diện mạo mà mới hơn thôi. Còn là cái phần tả ly ở đằng sau thì có những chỗ thì sẽ hơi hẹp một chút, có những chỗ thì là rất là rộng rồi. Cái đằng sau nhà thì trước kia cháu Lực cũng đã chia sẻ lên cho tất cả cô bác anh chị là cũng biết rằng là sau này mà làm nhà xong thì sẽ làm một cái ránh chạy xung quanh nhà cho ba ông cháu nữa. Đây gạch thì khi mà còn ướt đó cô bác thì nó rất là dễ vỡ, nhưng mà nó khô như này rồi thì các anh bảo là xay khô này thì sẽ tốt hơn. Bây giờ thì có thể xong là 3 bức tường rồi các bác. Phải nói là trong thời gian qua chúng tôi cũng xin được cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh rất là nhiều. Khi mà cháu Lực có sai sót những chỗ nào thì đều được tất cả cô bác anh chị là nhắc nhở cháu Lực từng chút một để làm sao mà giúp cho cháu Lực đúc kết lại cho bản thân của cháu Lực một cách là nó hoàn hảo nhất có thể. Bây giờ thì xây lên cao quá thì các chú là phải dùng cái cây để mà làm dàn giáo lên rất là nhiều rồi. Ở đây thì đội thợ của anh Vinh thì nói thật sự ra thì cũng là đội thợ ở trên bản thôi, cho nên là không có đủ kinh phí để mà mua những cái dàn giáo bằng sắt là nhiều cả. Làm hết bao nhiêu thì đều là chi tiêu ở trong gia đình của mình là bánh nhiều rồi. Như các anh cũng có chia sẻ với cháu Lực rằng là cuối năm như này thì bây giờ phải cố gắng làm cực lực để đến Tết này có tiền mà mua quần áo mới cho vợ với con, lại sắm sửa thêm đồ gia đình nữa.
cái phòng phòng ngủ ở phần phía bên trên thì sẽ có một cửa sổ thôi các bác. Ở đằng sau thì cháu Lực sẽ không có thêm làm thêm cái cửa sổ đằng sau nữa, tại vì là cái phòng khách là đã có hai cái cửa sổ sẵn rồi. Và bên này thì phòng bên này thì có hai cái cửa sổ cho các bác nhé. Đây, ở đây thì các anh gọi là đây là cái lanh tô này, cái lanh tô thì các anh cũng đều là được đổ rất là chắc chắn. Ở phần phía bên này thì là bên trong là ba thanh sắt các bác ạ. Đấy, nhưng hôm qua cháu Lực ghi hình các anh đổ cái phần lanh tô này thì các bác cũng đã biết là các anh để là bao nhiêu cái phần, bao nhiêu cái thanh sắt rồi. Đấy, ở đây thì sau này các anh sẽ lại thêm thiết kế ra cho cháu Lực là cái chỗ mà để mà mình che mưa, che mưa đó các bác nhé. Thì hình là tối nay có xây xong bức đấy không anh? Bức này á? Vâng. Bức này nhanh mà. Em trèo lên là chắc chắn không? Đừng có giấm vào đấy. Đây á? À? Đây chưa giấm được à? Chưa chắc à? Nó chưa đủ độ cứng của nó. À. Đấy, khi mà trời thời tiết mà nắng nóng này được thời tiết mà ủng hộ thì phải nói là các anh xây thì rất là nhanh các bác. Ở đây thì các anh đều hầu như là ai ai cũng làm mà thợ chính cả rồi, cũng biết về xây rồi. Chỉ có mấy bác bên này là bác chuyên gia trộn phụ hồ phụ vứa thôi. Bác là bác sinh năm bao nhiêu rồi? À chú chứ nhỉ? Chú sinh năm bao nhiêu rồi? 76 à? 76 để kiếm kém bố cháu là gọi bằng bác à? Con cái chú lấy vợ lấy chồng hết rồi chứ? Chưa à? Bằng tuổi cháu không? Chưa biết được á? À? Sinh năm bao nhiêu chú? Có con gái không? Chú có con gái không? Mấy nhỉ? 206, 205 à? Ồ, thế cũng sắp đến tuổi là lấy vợ lấy chồng rồi nhà chú nhỉ? Sắp thành ông ngoại rồi à? Thôi là anh ngủ đây luôn là anh? Chắc thế. Tối nay thì các anh ăn cơm cái gì? Ăn cơm. Cái do này thôi à? Tối nay anh canh ra anh? Thế thôi. Cái trưa nay thì anh ăn cơm gì đây? Anh về nhà mà anh có ăn đây. Về nhà xong lại lên à? Ăn rồi. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đem cho các anh là một lọ măng ớt thì cũng đã, các anh cũng đã ăn hết rồi. Thấy chưa, món trưa nay các anh ăn là có đu đủ với lại đu đủ với lại cái bi chuối của bác. Thế phải nói là các anh thợ thì đi vào công trường ăn các bác, ăn đi cũng rất là sơ sài thôi. Đấy, buổi tối thì có các anh thì có 2-3 người thì sẽ ngủ lại đây. Hôm nọ thì cũng được bác là Trần Thủy Tiên, bác có mua cho mấy anh em thợ là mỗi người là một tấm, mua cho 2 tấm nệm và mua cho mỗi người là một đôi ủng nữa. Thì cái phần đấy thì phải nói là cũng rất là cảm ơn bác Tiên rất là nhiều. Hôm nay đi lấy cây thì không mệt không? Không ạ. Không à? Vâng. Không mệt nhưng mà mệt một tí nhỉ? Mệt một tí nhưng mà lại hết mệt nhanh nhỉ? Đấy, lúc mà đi làm thì hơi mệt tí nhưng mà về đến nhà thì thấy nhà mình là nó thay đổi nhiều hơn rồi. Thế còn cái thức phim hôm nay thì chắc là cháu Đức cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và cũng xin lấy gì chú Bình? Cái xe cây chẳng biết đi đâu rồi. Thế và trong thời gian tới thì cháu Đức cũng rất là mong sẽ được rất là nhiều, tất cả được rất nhiều. Cô bác anh chị sẽ ủng hộ kênh của cháu Lực. Cô bác anh chị có theo dõi được những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì cho cháu Lực xin một nút like và một lượt chia sẻ, cộng thêm một lượt đăng ký kênh nữa để giúp cho kênh cháu Lực ngày một phát triển hơn. Còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi, cho cháu Lực xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Cháu sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị.